Xin chào các bạn, mình là Hiền Kỳ thi JLPT đã kết thúc được cũng khá là lâu rồi đúng không nhỉ? À, chúng ta hãy nhanh chóng quay trở lại việc học thôi nào à, Và trong video kỷ niệm ngày hôm nay thì như có viết ở đây thì mình sẽ tổng hợp lại ngữ pháp của N4 Và dĩ nhiên là ngữ pháp của N4 thì cũng không hề ít Thế nên là chúng ta sẽ không thể kết thúc ngay trong một video được nhá. Thế nên là mình sẽ làm thành từng những cái video nhỏ Các bạn hãy chú ý đón xem nhé hay, ok. <laughs> Đầu tiên thì mình muốn tổng hợp những cái ngữ pháp liên quan đến thể T và trước khi đi vào những ngữ pháp liên quan đến thể T thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một chút cái cách chia động từ thể T nhé. Đầu tiên để mà chia được động từ thể T thì chúng ta sẽ cần phải chia nhóm của động từ đúng không nào? Thì nhóm của động từ sẽ chia ra làm 3 phần, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Nhóm 1 là những động từ như thế nào nhỉ? Nhóm 1 sẽ là những động từ đứng trước mắt sự thuộc cột Y. Đúng không? Sẽ là những cái từ như là đứng trước mắt sự sẽ là gì nhỉ? Y, chi, đi, Nhi, bi, mi, vân 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 vân. Mình có biết rõ ở đây rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cách chia luôn nhé. Đầu tiên đứng trước mắt sự là đuôi y, chi và đi thì chúng ta sẽ chuyển nó tức là chúng ta sẽ bỏ cái đuôi này đi cùng với đuôi mắt sự đằng sau nó đi cộng với đằng sau sẽ là ức tệ tiếp theo là những đuôi nhi bi và mị thì chúng ta tương tự cũng sẽ bỏ cái đuôi này đi và cộng với ưng đê ở đằng sau Tiếp theo là đuôi ki, chúng ta bỏ ki thêm i tệ. Ghi, chúng ta bỏ ghi thêm i Và động từ ikimas thì mặc dù đuôi nó lại ki, thế nhưng mà chúng ta sẽ chia theo dạng đặc biệt, chúng ta sẽ chuyển nó luôn thành te nhá. Ikimas thành te. được chưa? Cuối cùng là động từ shimas, shimas ở đây là shimas ở đuôi của động từ ở nhóm 1 các bạn nhé. Chứ không phải là shimas thuộc nhóm 3. Shimas nó cũng chia thành shite. Ok. Hãy chúng ta cùng bước sang nhóm số 2 Nhóm 2 là những động từ đứng trước mắt sự thuộc cột E à, Và ngoài ra thì nó còn có thêm một số những cái động từ đặc biệt nữa Thì những cái động từ này thì nó cũng chỉ có khoảng tầm uh, 11, 12, 13 động từ thôi Thì chúng ta phải tự nhớ Về cách chia thì vô cùng đơn giản Chúng ta chỉ cần bỏ đuôi mắt sự Sau đó cộng với T ở đằng sau là được Đúng nhỉ? Tiếp theo sẽ là nhóm 3. Nhóm 3 thì chúng ta sẽ có hai động từ đặc biệt đó là shimas và kimas đầu tiên là shimas với nghĩa là làm thì chúng ta sẽ chia thành shite ngoài ra chúng ta còn có một số những cái danh động từ kết hợp với shimas thì khi chia sang thể t chúng ta cũng chỉ cần chia đuôi shimas ở đằng sau là được nhá. cuối cùng là động từ kimas với nghĩa là đến nhớ nhá với nghĩa là đến nó sẽ chia thành kite shimas thành shite kimas thành kite hay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chia thử một số những cái động từ ở đây để chúng ta nhớ lại một chút cách chia, cách chia động từ thể tê nhé Xin chào các bạn, vào cuối tháng 7 này thì Dũng Moody khai giảng hai khóa học N3 vào buổi sáng và buổi tối do mình phụ trách Các bạn hãy nhanh chân đến Dũng Đi đăng ký để cùng mình chinh phục TLPT N3 ngay trong tháng 12 sắp tới nhé Hay động từ đầu tiên sẽ là động từ khai must Đúng không? là mua thuộc nhóm 1 chúng ta sẽ chia như thế nào nhỉ? Thánh Kate Đúng không? Katte. hay hey, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc cái từ này lên nhá. Hãy katte se no. Katte. 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 Ok. hay chữ ghi là động từ um, waremas với nghĩa là gì nhỉ? Waremas sẽ là vỡ. Đúng không nào? Waremas động từ nhóm 2 chúng ta chỉ cần bỏ đuôi mas sự cộng thêm t là được đúng không? Warete sẽ chia thành warete warete no Hãy chúng ta cùng nhau luyện đọc nào warete 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 oke okay. hai tiếp là động từ như gì ạ? yaburemas yaburemas có nghĩa là bị rách đúng không nào? Thì chúng ta sẽ chia thành yaburete Yabure đúng no thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từ này nè. Hai, yaburete se no, yaburete, 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 yaburete. Yabu Hai, ok. Hai, tiếp động từ yomimas, yomimas là đọc rất là quen thuộc ở miền Nam rồi đúng không nào? Đọc chúng ta sẽ chia thành yonde, yonde, nha. Hai, yonde se no. <laughs> okay. đó, <laughs> <người> <cười> <Dei>. <cười> okay. Chị, động từ hanashimas hanashimas thì chúng ta cứ nhớ là nếu mà chia về thể t thì bất kỳ là đuôi nhóm 1 hay nhóm 3 cứ có đuôi shimas chúng ta sẽ chia thành shite nhá thì ở đây hanashimas chúng ta sẽ chia thành hanashite hanashite được chưa nhá hãy hanashite se 話して、話して、話して、話して、話して、話して、話して、はい。次、食べます。食べます。らあん。なにょん。はい。じゃあ、チェアタイム。食べて、はい Trading、食べて。はい。食べて、せーの。食べて、食べて。 Ok. Hay. Cuối cùng là nhóm hai động từ thuộc nhóm 3 đúng không? Nhóm 3 động từ đầu tiên là bên shimasu Như mình vừa nói thì đuôi shimas thì chúng ta cứ chia thành shite là được. Thì chúng ta sẽ chia thành bên shite. Bên shite. Thế nhá. Hay. Bên cho no bên して勉強し okay. là cái động từ nhỉ? Mang đến đúng không? Mang đến mang cái gì đó đến chỗ mình. Thì chúng ta chỉ cần chia cái đuôi kimas ở đằng sau nó với nghĩa là đến này thành kite là được đúng không nào? Thì chúng ta chỉ chia thành motte kite motte -kite. Hai, Hãy chúng ta sẽ cùng nhau bước vào những cái mẫu câu có liên quan đến động từ chia về thể T như vừa rồi Đầu tiên sẽ là dạng chủ thể đi với trợ từ gá Động từ chia về thể T để dạng về Thì chúng ta sẽ xem ý nghĩa của mẫu câu này nó là gì nhá Ý nghĩa diễn tả trạng thái các bạn nhớ nhá, diễn tả trạng thái đây là mấu chốt của mẫu câu này. Của một hành động đã xảy ra ở trong quá khứ. Thế nhưng mà cái kết quả của cái hành động đó thì đến hiện tại vẫn còn tồn tại. Được chưa nhá? Nhớ nhá, diễn tả một trạng thái của một hành động đã xảy ra rồi, thế nhưng mà kết quả của nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Được chưa nhá? Thì đầu tiên Uh, có một điểm chú ý đó là những cái động từ được sử dụng ở trong mẫu câu này Thì nó sẽ luôn là tự động từ Vậy thì tự động từ là những động từ như thế nào đúng không? Ở N5 chúng ta có làm quen với tha động từ Thì tha động từ là những động từ người ta cho rằng là có tác động của con người Đầu tiên có tác động của con người Thứ hai là nó được đi kèm trực tiếp với một tân ngữ Và biểu thị bởi trợ tứ ố Nghe nhá, ba điểm Có tác động của con người đi kèm với tân ngữ Và cuối cùng là uh, được biểu thị bởi trợ tứ ố đúng không nào? Còn tự động từ sẽ là những cái động từ mà sẽ không đi kèm trực tiếp với tân ngữ này Nó biểu thị bởi trợ từ gá ở đằng trước này Và nó được coi là những cái hành động mà nó tự được diễn ra như thế Nó tự được như thế rồi, không có tác động của con người, được chưa nhỉ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau thử đi chia một số những cái tự động từ sang thể T trước nhé Ok, đầu tiên sẽ là động từ tsukimasu Tsukimasu với nghĩa là sáng trong cái trường hợp là điện sáng Điện sáng được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ chia sang thể T sẽ thành là gì? ついています, imasu. Được chưa nhỉ? Hay. Ok, chúng ta luyện đọc nhá. ついています,ついています, no ついています, imasu. ついています,ついています,ついています, imasu. imasu. Ok. Tiếp okay. okay waremas vỡ cái động từ này thì vừa chúng ta cũng có chia ở cái bảng động từ thể te vừa nãy rồi chúng ta cứ chia lại nhá. Waremas động từ nhóm 2 chúng ta chia sang sang thành wareteimas. Wareteimas. Đúng nào. Hay. Ok. Wareteimas. No. Wareteimas. 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 Ok. tiếp theo gãy vỡ. Coaremas sẽ là hỏng Một cái gì đó bị hỏng, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ chia thành Coarete imas Coarete imas Đúng imas Coarete imas 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 Ok, hay Yogoremas là bẩn, đúng không? Thì chúng ta sẽ chia thành

Na, no aí 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 okay. Trước khi đi vào cái phần luyện tập thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một chút về cái kết hợp của nó. Chủ thể đi với trợ từ gá. Sau đó động từ chia sang dạng Aiています. Aiています. Được thế nha. Ok, chúng ta sang phần luyện tập. Ở đây mình sẽ để một số những cái câu bằng tiếng Việt thì chúng ta sẽ cùng nhau viết sang à, tiếng Nhật sử dụng cái mẫu câu vừa rồi nhá. Đầu tiên, máy tính hỏng. Rất là đơn giản, chúng ta xác định chủ thể và xác định trạng thái của câu là được. Chủ thể ở đây sẽ là cái gì nhỉ? Cái máy tính đúng không nào? Còn trạng thái của cái máy tính là gì? Bị hỏng. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Các bạn hãy tự thử cùng nhau tư duy xem là câu này sẽ nói như nào trước nhá. Rồi mình sẽ cho đáp án ngay sau đây thôi. Hay, ok Câu này chúng ta sẽ được viết như sau Thóa xô con là cái máy tính rồi đúng không? Chủ thể là cái máy tính đi với trợ từ gì đấy? Gá Đúng nào Tiếp theo là trạng thái Hỏng là koareteimasu Koareteimasu Cả câu này sẽ là Pasokon ga koareteimasu Pasokon ga koareteimasu Ok Hay Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu số 2 Câu số 2 chúng ta có câu là cốc bị vỡ Chủ thể của câu này sẽ là cái cốc Cái cốc thì đang như nào nhỉ? Đang vỡ rồi Vỡ rồi Thì chúng ta sẽ nói như nào? Tương tự như câu Ch trên thôi, chủ thể chúng ta có rồi, trạng thái chúng ta có rồi Ch Bây giờ chúng ta chỉ cần còn gì nhỉ? Nhớ từ vựng nữa thôi là được rồi đúng không nào? Câu này sẽ được nói như là Koppu ga warete imasu Koppu ga warete Chắc? Hãy, câu số 3 Điện tắt cái này có mỗi hai chữ thôi rất là đơn giản này Chủ thể là điện và trạng thái là tắt Đúng không nào? Thì chúng ta sẽ nói là Denki ga kiete imasu Denki ga kiete imasu Được Hay Nhông bằng cửa mở Tương tự như câu trên thì chủ thể của câu này là cái cửa Và trạng thái của nó thì là đang mở ra đúng không nào? Thì câu này chúng ta sẽ được nói như sau Doa ga aite imasu Doa ga ai imasu Ok Hai cô bằng áo bị bẩn cái áo này bị bẩn trạng thái của nó đang bị bẩn rồi đúng không thì chúng ta sẽ nói là Phước cử gà Yo d Phước cử gà Yo Ok có một điểm cần phải chú ý ở đây đó là khi mà các bạn muốn chuyển cái chủ thể của câu tức là cái máy tính này lên làm chủ đề của câu Tức là muốn nhấn mạnh vào cái chủ thể đó Thì chúng ta sẽ chỉ cần thay trợ từ quá vào cái chỗ trợ từ gá và này là được Tức là chỗ này sẽ là quá nhé các bạn nhé Thay gá bằng quá là được Có thể là Pasokon wa quá Hoặc là Kopu gá Ok Hay. À, Tương tự những câu khác cũng sẽ như vậy nhé Tiếp theo chúng ta bước sang mẫu câu số 2 liên quan đến động từ chia về thể T. Hãy tương tự nhìn cũng khá là giống mẫu câu vừa rồi đúng không? Chúng ta vẫn có một danh từ đi với trợ từ gá. Sau đó động từ chia về thể T và cộng với adimas. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng xem xem ý nghĩa của câu này là như thế nào. Nó sẽ diễn tả một cái trạng thái còn hiện hữu từ một hành động có chủ ý của người đó à, của một ai đó nhé. Thì như các bạn có thấy thì ở đây <laughs> nó cũng diễn tả một trạng thái đúng nào vậy thì cái mẫu câu này và cái mẫu câu vt imas vừa rồi nó có sự khác nhau như thế nào đúng không thì có một điểm khác nhau lớn nhất ở hai cái mẫu câu này đó chính là cái động từ sử dụng trong hai mẫu câu này khác nhau vừa rồi ở mẫu câu vt imas chúng ta đã sử dụng là động từ gì nhỉ là tự động từ đúng nào ở mẫu câu vt adimas thì chúng ta sẽ không sử dụng tự động từ nữa mà chúng ta sẽ chuyển sang tha động từ VTimas sẽ là tự động từ, còn vtadimas sẽ là tha động từ các bạn nhớ nhá. Mặc dù là tha động từ thế nhưng mà chủ thể vẫn sẽ đi với trợ từ gá chứ không phải là trợ từ ố. Ok Ngoài ra có một điểm nhỏ cần phải chú ý nữa, tức là một điểm nhỏ cái sự khác nhau nữa đó chính là ở trong mẫu câu vtadimas này nó còn có thêm gì nhỉ? Cái chú ý nó cái khác là mục đích của người nói. Chú ý hay là mục đích của người nói? Đó là hai điểm khác nhau nhá. Ok, à, tương tự như vừa rồi thì chúng ta hãy cùng nhau thử chia một số động từ ở đây sang dạng VT Arimas xem như thế nào nhé Đầu tiên động từ ở đây chúng ta có động từ Kaimas Kaimas là mua như vậy có rồi đúng không? Chúng ta chia sang thể T sẽ là KATTE KATTE cộng với Arimas sẽ thành KATTE Arimas KATTE Arimas Ok, hai, xe no.

kiterimasu <laughs> Kitte arimasu Kiterimasu Kitte arimasu Kiterimasu Kitte arimasu Kiterimasu Kitte arimasu Kiterimasu Seki Kite arimas. Kite arimas. Kite arimas. okay. okimasu Okimasu là động từ với nghĩa là đặt để thì nó sẽ thuộc nhóm nhóm 1 đúng không nào? Đối với nghĩa là thức dậy thì nó sẽ thuộc nhóm 2 nhé, các bạn để ý. Thì động từ okimasu ở đây sẽ chia thành oite cộng với arimas thành oite arimasu. Oite arimasu nhá.

予約してあります。予約してあります。予約してあります。予約してあります。予約してあります。予約してあります。予約してあります。はい、OK。次、消します。消します。分けらたったっ消せるわり。ははタで、順番でチェアタイム。してて消してあります。消してありませ、えー、の Okay. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ bước vào phần luyện tập. Phần luyện tập thì chúng ta sẽ nhìn lại một chút cách kết hợp nhé. Chủ thể đi với trợ từ gá, gá nhớ nhé. Mặc dù là tha động từ nhưng vẫn đi với trợ từ gá không phải là trợ từ ố đâu. Động từ chia về thể tệ cộng với arimas. Đầu tiên chúng ta có ví dụ số 1 Điện đã được tắt Chủ thể được xác định ở đây là Điện Trạng thái là gì đấy? Tắt Như vậy là chúng ta đã có thể đặt được câu rồi đúng không? Điện đã được tắt Chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? Denki ga keshite arimasu ga keshite arimasu Đúng không? Chủ thể là điện này Trợ từ được sử dụng ở đây là trợ từ gá Và trạng thái là kết sự tắt cộng với cái arimasu không? Chia về thể te cộng với arimasu. Tiếp theo chúng ta có câu số 2, cửa sổ đã được đóng. Cửa sổ đã được đóng. Chúng ta có chủ thể ở đây là cái cửa sổ và trạng thái là gì đấy? Đóng, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ nói như nào? Ok. <laughs> câu này sẽ nói là mado ga shimete arimasu. Mado ga shimete arimasu. Mado ga Chimete arimas Chủ thể là ma độ Trợ từ là gá Động từ là shimeru Chia sang thể t cộng với arimas Đúng không nào? Ok, cuối cùng Cuối cùng là Trên tường có treo bức tranh Xác định chủ thể ở đây sẽ là gì nhỉ? Chủ thể ở đây sẽ là Bức tranh nhá Và trạng thái là gì đấy? Có treo Treo cái gì đó ở trên tường thì chúng ta sẽ sử dụng trợ từ gì nhỉ? nhí đúng rồi hay vậy thì câu này chúng ta sẽ nói như sau kabe ni e kakete arimas kabe là cái tường treo ở trên tường đi với trợ từ nhí chủ thể là e và trạng thái là đang treo kake đúng nào câu này <laughs> mình đọc lại nhá kabe ni e kakete arimas kabe ni e kakete arimas kabe ni e kakete arimas OK,ですから. Hay <laughs> không biết là các bạn đã hiểu được cách sử dụng của hai mẫu câu này chưa nhỉ? Hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở hai mẫu câu ngữ pháp này thôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.